đăng ảnh giả chết lên Facebook để trốn nợ 6 triệu đồng. Một phụ nữ Indonesia bị cáo buộc đóng giả xác chết rồi nhờ con trai tải ảnh lên Facebook để thoát khỏi khoản nợ 268 USD, hơn 6 triệu đồng. Nhiều người cố gắng né tránh việc trả nợ đến mức lấy tính mạng của mình ra để làm lá chắn. Mới đây, người phụ nữ tên Lisa Dewi Pramita ở Indonesia đã giả chết rồi đăng ảnh lên mạng xã hội để không phải trả khoản nợ hơn 6 triệu đồng. Theo chủ nợ của cô, Lisa Dewi Pramita vốn đã yêu cầu gia hạn khoản vay vì không thể trả lại tiền đúng hẹn. Tuy nhiên, khi sắp đến ngày trả nợ, con trai của Lisa đã thông báo về cái chết thương tâm của cô trên Facebook, kèm theo hình ảnh về xác chết của người phụ nữ. Maya Gunawan là người phụ nữ đã cho Lisa vay khoản tiền đó. Hai người quen biết nhau trong nhóm đầu tư trực tuyến Arisan. Đây là một hệ thống xổ số phổ biến ở Indonesia, nơi các thành viên bỏ một số tiền nhỏ hàng tháng với một thành viên nhận được toàn bộ số tiền cho tháng cụ thể đó. Vì tất cả các thành viên cuối cùng đều nhận được một khoản tiền lớn hàng tháng nên đây được coi là một loại hình đầu tư. Gunawan chưa bao giờ gặp trực tiếp Lisa Dewi Pramita, nhưng khi người này hỏi vay tiền, cô đã hỏi một số thành viên nhóm Arisan khác về Lisa. Mọi người đều nói những điều tốt đẹp về người phụ nữ này. Vì vậy, cuối cùng Gunawan đã đồng ý cho Lisa vay tiền với điều kiện con nợ phải trả lại trước ngày 20 tháng 11. Lisa đã không trả nợ đúng thời hạn khi đối mặt với chủ nợ của mình. Cô ấy nói rằng bản thân đang gặp khó khăn và yêu cầu gia hạn khoản vay. Gunawan đồng ý và gia hạn chót vào ngày 6 tháng 12. Sau đó, vào ngày 11 tháng 12, Gunawan bàng hoàng khi biết Lisa bỗng đã qua đời. Con trai của Lisa, Dewi Pramita, đã lên Facebook thông báo rằng mẹ mình đã chết thảm trong một vụ tai nạn xe hơi trên cầu. Anh ta cũng đăng những bức ảnh về thi thể của người phụ nữ với đôi mắt nhắm nghiền và có miếng bông nhét vào hai lỗ mũi, cũng như bức ảnh một chiếc băng ca và nhân viên y tế đang đẩy một xác chết phủ khăn trải giường màu trắng. Lúc đầu, Gunawan rất đau buồn trước sự ra đi của người phụ nữ, khiến cô không nghĩ đến khoản nợ chưa đòi được. Nhưng sau đó, con trai của Pramita thông báo rằng cô sẽ được an nghỉ ở Chaitanyang, nơi cách xa nhà cô một cách bất thường. Điều này khiến Gunawan đặt câu hỏi về mọi thứ, vì vậy cô quyết định kiểm tra các bức ảnh trên Facebook cẩn thận hơn. Sau khi tìm kiếm các bức ảnh trên Google, cô ấy phát hiện ra rằng những bức ảnh không có khuôn mặt của người phụ nữ chỉ được lấy từ Internet để dàn dựng cái chết của Lisa. Khi chất vấn con trai của Lisa về những bức ảnh, cậu bé thừa nhận rằng toàn bộ sự việc chỉ là một trò lừa dối do mẹ cậu dàn dựng để trốn nợ. Nhưng sau khi mọi chuyện bị phanh phui, Gunawan vẫn chưa nhận lại được tiền của mình nên cô đã báo cảnh sát. Hiện Lisa đang bị cảnh sát buộc tội giả chết để trốn tránh việc trả nợ.